Quê hương tôi miền Trung, sớm hôm chuông chùa nhẹ rung, tiếng muôn đời hồn tổ tiên oai hùng. Thưa quý vị, đó là những ca từ mở đầu của nhạc phẩm Từ Đàm Quê Hương Tôi, một tác phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Văn Giảng, lấy nghề danh là Nguyên Thông. Mái chùa luôn là một chỗ hiện hữu thiêng liêng trong đời sống tâm linh của bao thế hệ người dân Huế. Bởi tại nơi đây, họ được nuôi dưỡng bản tính thiền lành, từ bi, bác ái và cả tình yêu quê hương đất nước nồng nàn. Từ Đàm là một ngôi chùa nổi tiếng ở Huế. Và thật không phải ngẫu nhiên mà nhạc sĩ Văn Giảng, một người con của xứ Huế, lại đặt tên cho tác phẩm của mình là Từ Đàm Quê Hương Tôi. Trong bóng chùa có bóng dáng quê hương, và trong quê hương có bóng dáng của ngôi chùa thân thương hiền hòa. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của ca sĩ Thủy Hằng. Trung sớm hôm chuông chùa nhẹ rung, tiếng muôn đời hồn tổ tiên kêu ôi uy nghiêm bóng chùa Từ Đàm, nơi yêu thương phát nguyện đào vàng. Qua bao giông tố chùa Từ Đàm tôi vẫn còn, quê hương tôi là đây. Sớm hôm hương trầm nhẹ bay, vẫn vương lời kính chiều nay với đây. Ôi thân yêu bóng chùa Từ Đàm, nơi Bắc Nam nối liền một nhà. Tay trong tay quyết vì loài người đời lầm than. Ơi người dừng chân lắng nghe về đây hôn ai u hoài. Ôi ân linh bóng chùa Từ Đàm, ôi nơi đây nắng chiều dịu dàng. Ai hy sinh cứu đời phụ phàng Từ Đàm ơi. Nhạc sĩ Văn Giảng, tên thật là Ngô Văn Giảng, sinh năm 1924 tại Huế trong một gia đình có truyền thống về âm nhạc. Ngay từ lúc bé, ông đã biểu lộ những năng khiếu bẩm sinh về âm nhạc. Học nhạc, dạy nhạc từ khi còn rất trẻ. Ông từng trúng tuyển, được chọn sang Hoa Kỳ học về âm nhạc tại Hawaii và Bloomington. Tốt nghiệp xuất sắc, Văn Giảng được học bổng để tiếp tục học ở bậc cao học. Sau đó thì trở về nước và được đề cử làm giám đốc Trường Quốc gia Âm nhạc Huế. Nhạc sĩ sáng tác ở nhiều thể loại và thể loại nào ông cũng có những tác phẩm để đời. Nổi bật nhất là những ca khúc Ai Về Sông Tương, Hoa Cài Mái Tóc, Tình Em Biển Rồng Sông Dài, Đôi Mắt Huyền, Xin Đừng Chờ Em Nữa, vân vân. Đặc biệt ở thể loại nhạc Phật giáo, nhạc sĩ Văn Giảng cũng có nhiều nhạc phẩm hay như Mừng Ngày Đảng Xanh, Hoa Cài Ảo Lam, Ca Tỳ La Về, vân vân, vẫn được sử dụng trong lễ hội Phật giáo Việt Nam hiện nay. Trong đó, Từ Đàm Quê Hương Tôi là bài hát hay nhất ở thể loại này, được nhà văn Trần Kim Đoàn nhận xét. Cả giai điệu lẫn ca từ đã vượt ra ngoài khuôn khổ giới hạn của văn hóa chùa viện, trở thành một nhạc phẩm thấm đậm niềm tự hào về tình yêu quê hương đất nước
mà tác giả dành trọn cho xứ Huế thân yêu. Quê hương tôi là đây, sớm hôm hương trầm nhẹ bay, vẫn vương lời kính chiều nay với đây. Ôi thân yêu bóng chùa Từ Đàm, nơi Bắc Nam nối liền một nhà, tay trong tay quyết vì loài người đời lầm than. Ít ai biết rằng nghệ danh Nguyên Thông chính là pháp danh của nghệ sĩ Văn Giảng, vì ông cũng là một Phật tử thuần thành của xứ Huế, nơi một thời được mệnh danh là kinh đô của Phật giáo Việt Nam. Bài hát ra đời trong bối cảnh pháp nạn lịch sử năm 1963, đạo Phật bị đàn áp dưới chế độ gia đình trị của nhà họ Ngô. Chùa Từ Đàm, trụ sở của phong trào tranh đấu đòi quyền bình đẳng tôn giáo, cũng trở thành một biểu tượng ái quốc của người dân Huế. Quê hương tôi là đây, sớm hôm hương trầm nhẹ bay, vẫn vương lời kinh chiều nay vơi đầy. Ôi thân yêu bóng chùa Từ Đàm, nơi Bắc Nam nổi liền một nhà, tay trong tay quyết vì loài người đời lầm than. Ca từ và giai điệu cứ như vậy bật lên một cách tự nhiên và tha thiết từ trái tim của người nghệ sĩ. Nhà sĩ Văn Giảng tên thật là Ngô Văn Thông. Thì ngoài cái bài Từ Đàm quê hương tôi thì ông còn có một số bài như Ai Về Sông Tương, những cái bài rất nổi tiếng. Từ nhỏ ông vốn nặng với những cái khúc Năm Ai Năm Bình của Huế. Thì ông sử dụng những cái quạt hẹp kết hợp với quạt rồng, nó tạo lên một cái sự bâng khuâng sâu kín và rất là lãng mạn. Dòng nhạc rất uyển chuyển, giống như bị diễn tả một dòng sông. Rồi riêng điệp khúc thì ông lại sử dụng quạt 3 và quạt 2 nối tiếp nhau, tạo lên một cái bức tranh rất đẹp về một sự sống sáng và êm ái sâu lắng. Nhạc sĩ Văn Giảng ngoài nghệ danh Nguyên Thông còn có một tên khác là Thông Đạt. Ông từng làm nhạc trưởng của Đài Phát Thanh Huế trước năm 1968, giáo sư dạy âm nhạc tại trường Hàm Nghi, Quốc Học và Sư Phạm. Ngoài tân nhạc, Văn Giảng còn thích tìm tòi và nghiên cứu về nhạc cổ truyền. Ông là người đã tìm ra phương pháp kỷ âm cho nhạc cổ truyền Việt Nam vào năm 1956 và thành lập ban nhạc cổ Kim Hòa Điệu Việt Thanh, là ban nhạc đầu tiên trong nước có sự biểu diễn kết hợp giữa các nhạc cụ dân tộc như tranh, tỳ, nhì, huyền hay đàn nguyệt, hòa tấu chung với dương cầm, tây ban cầm, đại hồ cầm, vân vân. Sau năm 1968, ông chuyển vào Nam sinh sống, tiếp tục công việc giảng dạy và sáng tác âm nhạc, đảm trách học vấn của các trường âm nhạc Sài Gòn, Huế. Năm 1970, nhạc sĩ Văn Giảng được huy chương vàng Giải Văn học Nghệ thuật Quốc gia với tác phẩm Ngũ Tấu Khúc. Tuy nhiên, trong lòng khán giả yêu âm nhạc nhiều thế hệ, thì cái tên Văn Giảng hay Thông Đạt, Nguyên Thông là được biết đến bởi những ca khúc trữ tình đã đi cùng năm tháng. Ai Về Sông Tương, Hoa Cài Mái Tóc, Tình Em Biển Rồng Sông Dài hay Từ Đàm Quê Hương Tôi là những nhạc phẩm như vậy. Thưa quý vị, nhạc phẩm Từ Đàm Quê Hương Tôi được công chúng biết đến với nhiều dòng hát nổi danh qua nhiều thời kỳ khác nhau như Hà Thanh, Hương Lan, Như Quỳnh, Quang Lê, Hương Mơ, Văn Khánh, vân vân. Nhưng có một ca sĩ đã để lại một ấn tượng đẹp khi thể hiện ca khúc này mà có lẽ còn ít người biết đến, đó là ca sĩ Mỹ Thệ. Với một dòng ca phong phú, làng hơi khỏe, có thể biểu diễn nhiều thể loài nhạc khác nhau, Mỹ Thệ đã đem đến một cảm xúc thật đặc biệt khi hát bài Từ Đàm Quê Hương Tôi của nhạc sĩ Văn Giảng. Qua bao sông tố
chùa Từ Đàm tôi vẫn còn. Quê hương tôi là đây, sớm hôm hương trầm nghe bay, vẫn vương lời kinh chiều nay với đây. Ôi thân yêu bóng chùa Từ Đàm, nơi Bắc Nam nối liền một nhà, tay trong tay quyết vì loài người. Ca sĩ Mỹ Thệ, tên thật là Công Tằng Tôn Nữ Mỹ Thệ, sinh năm 1941 tại Huế, trong một gia đình thuộc dòng dõi hoàng tộc. Tuy nhiên, bà sớm rời Huế lúc vừa lên 2 tuổi và bắt đầu sự nghiệp ca hát khi 19 tuổi. Bà kết hôn với nhạc sĩ Nguyễn Hữu Sáng và cả hai đồng hành cùng nhau trên con đường âm nhạc được một thời gian thì chia tay. Những ai yêu nhạc trước năm 1975 chắc hẳn vẫn còn nhớ đến một ca sĩ Mỹ Thệ sở hữu một giọng ca đặc biệt với cách luyện lạy rất đặc trưng, được nhiều khán thính giả yêu thích qua cả ca khúc Ai Lên Xứ Hoa Đào, Đường Xưa Lối Cũ, Sâu Lẻ Bóng, Lá Thư Không Gửi, vân vân. Cô là một tên tuổi vang bóng một thời, nhất là vào cuối thập niên 60 đến đầu thập niên 70. Năm 1980, Mỹ Thệ sang Mỹ định cư và có một thời gian ca hát ở những sân khấu ở đây. Bà mất vào năm 2000 tại bang Florida lúc 69 tuổi. Thời vang bóng, tiếng hát của Mỹ Thệ từng được báo chí nhận xét như sau. Mỗi lần Mỹ Thệ bước lên máy ghi âm là tiếng hát của nàng tỏa ra, bao trùm khắp căn phòng, như cuộn hút, như bỏ buộc mọi người phải lắng tai nghe. Dừng chân lắng nghe về đây hôn ai u hoài. Ôi anh linh bóng chùa Từ Đàm, ôi nơi đây nắng chiều dịu dàng, ai hy sinh cứu đời phũ phàng. Từ Đàm ơi, ôi anh linh bóng chùa Từ Đàm, ôi nơi đây nắng chiều dịu dàng, ai hy sinh cứu đời phũ phàng. Từ Đàm ơi, ôi anh linh bóng chùa Từ Đàm, ôi nơi đây nắng chiều dịu dàng, ai hy sinh cứu đời phũ phàng. Về giọng ca của ca sĩ Mỹ Thệ, bà rất nổi tiếng. Nhưng cái cách luyện lấy rất đặc trưng của bà thì không ai qua được. Cách nhà chị, cách ngân nga thì bà tùy theo một cái bài sáng tác. Không phải Từ Đàm Quê Hương Tôi, cô còn hát bài Con Đường Xưa Em Đi, những bài rất nhiều. Mặc dù sáng tác của nhạc sĩ có những nốt hoa mỹ, nhưng mà riêng cô Mỹ Thệ thì lại có luyện lấy riêng, đặc trưng riêng của bà thì không ai bằng bà được. Thưa quý vị, mọi người sẽ có một cảm xúc riêng khi lắng nghe, thưởng thức những ca từ và giai điệu của bài hát Từ Đàm Quê Hương Tôi. Xin được mừng ý của một người Huế xa quê đã gửi gắm rằng chiều nay bất chợt nghe trong gió vẳng xa tiếng hát ai đi qua miền Trung, khoan khoan ơi người dừng chân, lặng nghe về đây hồn ai u hoài. Ôi anh linh bóng chùa Từ Đàm, ôi nơi đây bóng chiều dịu dàng, mà lòng bâng khuâng nỗi nhớ mong, mong được trở về đặt chân lên bậc tam cấp trước cổng tam quan, được ngồi dưới bóng mát của cây bồ đề, được lắng nghe tiếng kinh kệ, được lắng đọng tâm hồn, để dù có ra sao vẫn thấy thanh thản đến diệu kỳ.
nhẹ ru tiếng muôn đời hồn tổ tiên kêu. Ôi uy nghiêm bóng chùa Từ Đàm, nơi yêu thương phát nguyện đào vàng, qua bao giông tố chùa Từ Đàm tôi vẫn còn. Quê hương tôi là đây, sớm hôm hương trầm nhẹ bay, vẫn vương lời kính chiều nay với đây. Ôi thân yêu bóng chùa Từ Đàm, nơi Bắc Nam nối liền một nhà, tay trong tay quyết vì loài người đời lầm than. Chân lắng nghe về đây hôn ai u hoài. Ôi ân linh bóng chùa Từ Đàm, ôi nơi đây nắng chiều dịu dàng, ai hy sinh cứu đời phụ phàng Từ Đàm ơi. Thank you.